hàng thế kỷ qua, đã có nhiều truyền thuyết kể về huyền thoại vua Arthur. Có một câu chuyện mà chúng ta chưa từng nghe kể, lại là câu chuyện có thật. Chính nó đã truyền cảm hứng cho truyền thuyết. Chào mừng tới bàn tròn của chúng tôi, tới những kỵ sĩ xuất sắc của chúng ta, vì những nhiệm vụ, vì tự do. Trước khi Arthur trở thành hoàng đế, người từng là chiến binh muốn trở về nhà. Chúng tôi đã chiến đấu ở đây được 15 năm rồi. Tôi muốn vào bình Lancelot rồi, như thế nào quá đủ với tôi rồi. Trước khi Guinevere trở thành nữ hoàng, cha tôi đã kể những câu chuyện hay nhất về anh Arthur và những kỵ binh của anh ấy. Cô ấy là một chiến binh chiến đấu cho bộ tộc của mình. Một quân đội lớn và đáng sợ đang tới phá hủy đất nước này. Trước khi họ trở thành truyền thuyết, những người này còn giúp đỡ. Họ là những người sẵn sàng hợp nhất là một. Nơi này, vùng đất này là tự do của chúng ta, là mọi thứ anh phải chiến đấu. Xin Chúa hãy chỉ lối cho con. Tôi đã sẵn sàng. Các kỵ binh, nếu đây là số phận của chúng ta, hãy coi nó như vậy đi. Hãy để lịch sử ghi nhớ chúng ta là những kẻ hy sinh cho tự do. Chúng ta đã chọn như vậy. Arthur, bất cứ khi nào tôi tới hòn đảo khốn khổ này, tôi đều nghe thấy tên cậu. Hãy nhớ mặt của tôi. Nếu khi nào nhìn thấy mặt tôi lần nữa, đó sẽ là thứ cuối cùng ông nhìn thấy trên trái đất này. Cuối cùng, hắn ta đã phải chết. Mỗi tình huynh đệ, mỗi một truyền thuyết đều có mở đầu. Nhìn đám lính đơn độc kìa. Đừng lo, tôi sẽ không để bọn chúng ức hiếp anh. Hoàng đế Arthur.